Trung Quốc và Campuchia đã ký thỏa thuận quân sự. Theo Lombard đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm vào ngày 31 tháng 3 đã cho biết, các chỉ huy cấp cao của quân đội Trung Quốc và Campuchia ngày hôm nay đã ký một biên bản ghi nhớ. Ông Ngô không công bố nội dung chi tiết của thỏa thuận này. Campuchia và Trung Quốc là hai người bạn thân. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thông tin liên lạc chiến lược, tập trận chung vào huấn luyện, trao đổi và đào tạo nhân sự. Tiếp tục đi vào chiều sau, ông Ngô phát biểu. Biên bản ghi nhớ do tướng Liu Yeni, tư lệnh lực lượng mặt đất quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và tướng Hun Manet, phó tổng tư lệnh quân đội hoàng gia Campuchia ký kết. Ông Hun Manet chính là con trai cả của thủ tướng Campuchia Hun Sen và từng được đào tạo tại Học viện Quân sự tại Mỹ. Ông Hun Manet cũng đã được đảng cầm quyền ở Campuchia chọn là ứng viên thủ tướng cho tương lai. Thông tin về thỏa thuận quân sự được công bố trong bối cảnh giới quan sát cho rằng Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng cạnh tranh tầm ảnh hưởng ở Ấn Độ và Thái Bình Dương. Trong thời gian vừa qua, Trung Quốc và quần đảo Solomon đã bàn bạc và ký thỏa thuận an ninh, khiến cho Mỹ cũng như là đồng minh Úc và New Zealand bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh đang gia tăng tầm ảnh hưởng ở khu vực này. Thậm chí giới chuyên gia nhận định, thỏa thuận trên có thể sẽ mở đường cho Trung Quốc sớm mở căn cứ quân sự đầu tiên ở Thái Bình Dương. Căng thẳng giữa Mỹ và Campuchia đã leo thang sau khi Mỹ vào hồi năm 2019 đã nghi ngờ Trung Quốc và Campuchia ký một thỏa thuận bí mật cho phép Bắc Kinh đóng quân và neo đậu tàu chiến tại căn cứ Hải quân Rim trên vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, thời điểm đó Trung Quốc và Campuchia đã bác bỏ thông tin trên. Trong khi đó, Mỹ vào hồi tháng 11 năm ngoái đã áp lệnh trừng phạt hai quan chức Campuchia vì họ bị cáo buộc trục lợi từ việc xây dựng tại căn cứ Hải quân Rim do Mỹ tài trợ. Vào tháng 12 cùng năm, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và hạn chế xuất khẩu đối với Campuchia vì ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở nước này. Và Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ đã bôi nhỏ mối quan hệ và sự hợp tác giữa nước này với Campuchia vì đe dọa gây áp lực và áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với chính phủ Campuchia.